Hello Đen. Hello. Kiki 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 kiki. Trời ơi, đây là hai thanh niên xinh ăn của nhà mình nè các bạn. Này là chó hàng xóm nè. Lúc nào mình quay clip nó cũng xuất hiện các bạn. Nói chung là ngày nào luôn á, nó thấy mình bước ra trước cửa nhà lả lợi à. Ê kiki kiki kiki. Hello. Hi, sao giờ lại là mình đây. Sau này các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn một buổi sáng bình yên ở quê mình nha. Sáng sớm ngày hôm nay thì có hai em Kiki nó lại đến nhà mình chơi nữa các bạn. Mọi ngày thì nó đều lợi luôn các bạn ơi, nó chờ ăn á. Sáng nay mình đi chợ rất là sớm, 5 giờ mấy mình đã thức rồi và mình đi chợ giờ này cũng mới về luôn nè các bạn. Nhà mình có mua được một con cá lóc rất là siêu to luôn. Thường ngày á là mình có ăn heo quay, là gà quay, vịt quay, nhưng mà có một cái món là cá quay mình chưa bao giờ ăn các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ chế biến thử cái món cá quay, ăn thử xem cái hương vị nó như thế nào nha. Ở quê mình thấy vậy chứ cũng đông đúc xe cộ lắm các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm một cái món là cá lóc quay chảo. Này là quay me hay quay chảo gì mình quên rồi các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ vào bếp cùng với lại chị Hiền. Sáng nay thì có hai chị em mình ở nhà cho nên là hai chị em mình sẽ cùng vào bếp cùng với nhau để làm ra cái món này để ăn nha. Dạo gần đây thì gần Tết nữa các bạn, công việc mình khá là nhiều, như là mình bận đi học nữa, không có thời gian mà dẫn các bạn đi đây đi đó luôn á. Không biết đến khi nào mà mình có thể dẫn các bạn đi được ta. Mình sẽ cố gắng nha bạn. Từ đây cho đến Tết hoặc là qua Tết mình sẽ dẫn các bạn đi ha. Mình hứa danh dự là sẽ dẫn các bạn đi luôn á. Thôi bây giờ ngày hôm nay mình sẽ làm video ẩm thực cho các bạn xem nha. Và nếu bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh nha các bạn. Và bây giờ mình làm thôi. Trời đất ơi, một thằng nằm đây, một thằng kia. Trời ơi, bà sữa ganh tị. Bà sữa, bà sữa à, bà sữa nó ganh tị á các bạn. Bà sữa, bà sữa, bà sữa, bà con không có được ganh tị. Sáng sớm như mọi ngày thì ở quê mình rất là bình yên luôn á các bạn ơi. Đi học thì mình rất là nhớ nhà luôn. Phía bên kia người ta làm lộ các bạn, cho nên là ở đây người ta có đặt nhờ một cái cầu để đi qua hướng bên lộ nhà mình ta đi đó các bạn ơi. Bên kia sẽ tương lai sẽ làm một cái lộ rộng và to hơn. Còn bên đây mãi mãi là một cái đường nhỏ thôi các bạn ơi. Ở quê mình thì điều kiện kinh tế rất là ít luôn, cho nên bà con ta hùng lại với nhau làm được một cái con đường, cũng đường đan các bạn. Hồi đó là đường đất nè. Lúc mà mình đi học á, hồi nhỏ đi học á rất là vất vả. Sau này lớn lên thì có con đường đá và bây giờ thì có con đường đan, nhưng mà nó rất là nhỏ các bạn. Mỗi lần né xe là có người bị té tại vì đường nhỏ các bạn. Còn bên kia thì người ta sẽ được làm một cái con đường lớn. Thén thèn, ở đây này các bạn, mình có chuẩn bị nguyên một con cá lóc siêu to bự chà bá luôn. Con cá lóc này thì nặng 1,5 kg lận đó các bạn ơi. Nhưng mà ở quê mình sáng nay thì cá lóc nuôi, ở lộn cá lóc đồng thì nó không có, cho nên mình mua đỡ con cá lóc nuôi các bạn. Cho nên là mình cũng đã sơ chế rất là kỹ nha. Cá lóc nuôi công nhận nó rất là nhiều nhớt luôn các bạn. Mình phải sơ chế thật là kỹ để không nó sẽ bị nhớt đó các bạn. Bây giờ mình sẽ mượn chị Hiền khứa ra để mình tẩm với loại bột chiên giòn mình chiên đó nha các bạn. Ở đây là bột chiên giòn mình đã chuẩn bị. Đây, giờ chị Hiền sẽ xử lý nó nha các bạn. Gì đúng không? Dạ, khứa khứa nhẹ nhẹ thôi, đừng khứa hết nha chị. Đó, mình khứa con cá. Mỏng hay dày đây? Dày dày đi chị ơi, mỏng quá thì nó bị nát. Dạ. Mỏng quá các bạn, mình chiên lên nó dễ bị nát cái miếng thịt lắm. Nhiều tí của Quỳnh. Ok chị. Wow. Đó, mình khứa khứa như thế này nha các bạn. Rất là to luôn á. Sáng kiếm cá lóc đồng mà không có, toàn là con bé bé xíu không à. Lên đây, sau một thời gian chị Hiền đã khứa xong rồi nè các bạn. Để vậy nè, cá nó mới hết. Này giờ sẽ tẩm bột vô. Món này mới lạ. Này mình coi trên mạng mình học theo thôi các bạn ơi. Mình tẩm bột khô nha các bạn. Thoa đều, thoa đều. Đó, massage cho con cá.
Bề kia thì mình cũng tẩm như vậy luôn nha các bạn, cho nó thấm bột quá, với lại trong quá trình mình chiên nó sẽ đỡ cái vấn đề là văng. Đầu bếp này thật là chuyên nghiệp. Ủa? Ê, bữa nay ghen đâu mà xuất hiện này vậy ta? Đây là kẻ thay thế nha các bạn. Lửa đã có rồi, bây giờ chị Hèn sẽ cho cái chảo lên. Này mình nhúm lửa rồi đây. Cho dầu ăn vô. Mình sẽ chiên con cá nha các bạn. Có khi nào chị chế vậy, cái lửa dưới nó táp lên, cái nó dưới nó lủng cái bình. Giờ trời cũng dám lắm luôn á. Anh thấy nó bốc khói rồi kìa. Trong cái bình nó đục rồi nè. Cẩn thận nha chị. Được chưa? Nhiều nhiều chắc được rồi đó. Dầu nó cũng đã sôi. Đây là cái con thủy quái chị Hiền sẽ cho vô. Được không chị? Nè nè. Ôi trời ơi. Ơi chị Hiền ơi, lửa dầu văng ngang. Đừng có chơi trò mạo hiểm nha. Chứ không dí quá, chuyện gì ta cũng phải từ từ nè. Rồi cũng còn dí dầu nữa. Hay là mình lấy cái giá mình tưới nó. Wow. Đó, mình sẽ tưới lên con cá mình chiên cho nó vàng giòn nha các bạn. Ôi chị ơi, tạt cho em ngồi đây nè chị. Tạt lại. Em như cái sáng. Ôi quá dữ dằn. Đây, chị đầu bếp Bành Hiền. Còn cá này sẽ bị khét. Không tin tưởng chị đó nha. Em nó trẻ ra rồi nè. Wow, cái thịt con cá nó trẻ ra rồi. Giờ cái chiên cho nó vàng. Chị nãy không mua để dài giải luôn. Thôi, dễ tành lắm á. Cá này cá nuôi nó tanh lắm các bạn ơi, sớm á mình ngu lắm rồi lấy cho mình chà nó. Sẽ được vào tới. Trời ơi. Đây con cá cũng đã chiên sớm giờ rồi, giờ chị Hiền sẽ trở bề. Được không chị? Cố gắng, cái đầu nó muốn lật lè rồi đây nè. Nó rời khỏi cái đầu rồi. Cố lên. Được không? Từ từ. Cái đầu quá. Sao nó có con gắn quá vậy? Đó, cuối cùng cũng trả được. Nhưng mà nhờ tẩm bột vậy chiên con cá nó không bị bể nhiều nè các bạn. Nên cái xương nó cũng dài. Wow. Và bây giờ con cá cũng đã chính thức chín rồi các bạn ơi. Vớt ra để hút nào chị? Đó, đó thấy chưa? Thấy em không bên nào? Hồng mừng quá, về giúp cái đầu. Quá. Wow. Vô. Mặt là không mừng. Ồ, quá giờ nổ. Em hút nha. Đây, vô. Chặt nha. Cầm chặt nha. Dạ. Ôi trời thần ơi. Rồi, không muốn xuất cái đầu. Cũng ngon quá đi cơ. Trời ơi, nó ngon quá đi, Giang Hồ ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Hello. Nguyên này là chó hàng xóm luôn các bạn. Tôi có món mới nè mày. Đây giờ sẽ làm nước sốt nha các bạn. Cho miếng dầu ăn vô. Cho hành tỏi vào. Xào đều. Bây giờ sẽ cho me vào. Đây lượt chưa đẳng chưa? Quá đẳng cấp. Chết rồi. Trời ơi, chi lượt chi cũng như không rồi. Ôi, anh hai về, anh hai về. Mẹ về, mẹ về. Xin chào. Ê, đừng có thừa câu hỏi. Ê. Vô. Nằm ngoài bụi lùm. Đây là nguyên một cái hũ gia vị của hai chị em mình nha các bạn.
anh hai về thì hồi về tới giờ ăn luôn các bạn ơi. Giờ sẽ nêm một miếng bột ngọt, thì thêm một xíu hạt nêm vào, rồi đường. Đường hơi nhiều xíu nha các bạn, chắc là ba muỗng á. Chứ rồi có cái gì vậy, cái bịch cái gì vậy? Không biết nữa, hồi mình vớt ra. Đó, mình sẽ sên đều. Vào xíu nước mắm nữa. Chúng ta sẽ khuấy đều đến khi nào mà cái nước sốt này nó sệt lại là được nha các bạn. Ở đây thì con cá lóc cũng đã chiên xong, cho sốt me lên. Wow, sốt me này đặc quá không? Wow. Nó có kẹo quá không? Ờ, kể đi chị ơi, nó cái kẹo này như đường vậy đó các bạn. Wow. Chứ tinh lưng đi tự nó chảy xuống. Nhìn con hấp dẫn đúng rồi. Quá hấp dẫn. Khiến con chó hàng xóm ngất ngay. Trời may. Đó, đèn đã tới rồi. Mà lem mà lem. Ơi, cuối cùng thì con cá quay chảo sốt me thì cũng đã xong rồi. Bây giờ chị Hèn sẽ thưởng thức cùng bánh bánh ha. Hồi nãy em quay chảo nè. Quay hai cái cho chia ra cho nó. Đây. Món này trên mạng nó gọi vậy chứ mình không cá biết chiên nữa các bạn ơi. Cái này mình thấy là cá chiên sốt me thôi đó. Nghe tên nó nghe cho nó sang các bạn. Mới ơi. Sao nó lẻ loi vậy? Được. Mình cuốn bánh tráng nha các bạn. Rồi thử coi. Wow. Ổn không nào? Wow. Có tẩm bột chiên giòn ha. Hay. Bim, mày quay qua đây nè Bim. Coi chừng xương cái bụng ngang. Đường wow, lắm ngang. Trời ơi, quá. Trời, nó giòn lắm á. Có tẩm bột chiên giòn mà. Cứ lên. Quá đã các bạn ơi. Đây người mỗi người khoanh. Đúng rồi. Nó gỡ khoanh nè. Trời ơi. Cho em này lên gỡ cho. Để mình ăn thử miếng không ơi. Mời các bạn à. Nha. Mà các bạn ăn mình thì thích cuốn thôi. Nhưng mà có xương đó. Ngon không bị tanh. Sợ cái anh nuôi tanh các bạn ơi. Đúng rồi. Hôm nay mình có rau hơn nha các bạn. Ê, Bim Bim. Bim. Quay qua đây nè, hồi chị cho ăn cá. Quẹt quẹt quẹt. Bim ơi, Bim Bim. Ôi, một miếng rau siêu to khổng lồ. Bim Bim. Nè, chị cho này anh hai kiếm đây. Đây, mày, mày Bim. Tính tổ thân nó vậy. Nói dạo này nó lười biếng lắm các bạn. Xin rau. Bim Bim, xin qua đây chơi nè. Dễ thương, Bim Bim. Nè, coi chừng con Bim nha. Bim Bim Bim. Gì vậy bà chị? Trời ơi, do đó nó mang ăn salad á. Đây. Cảm ơn chị nè. Nó. Trời ơi. Chị lấy nguyên lá cho nó ăn đi. Ừ. Ừ. Ăn đi. Rồi. Rồi ăn gai rồi đó. Rồi gai rồi đó. Gai rồi. Bữa nào em ngồi đây là nó quạng à. Bị điên à. Chị bị điên à. Wow. Bé trời ê, ơi. Ê, ê. Sao dạo này chị ta. Nó định tẩu thoát nữa. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Đây mời các bạn. Quên lắm. Mời các bạn quên. Bim Bim. Dạo này mùa đông lạnh lắm. Bim à. Rồi thôi luôn đi anh hai ơi. Chúng ta không cần nó nữa. Sao vậy? Trời. Nó ra kiểu như là mùa đông lạnh lẽo quá chị. Ê Bim Bim đi rồi. Mình nới rộng lại hình ra. Ngon thiệt. Ăn ngọt được gì không? Hơn. Cá ngọt. Cá ngọt ngay và giòn nữa các bạn. Nhà người chiên nó giòn vậy. Ngon. Cái này thì chưa ngọt ngọt. À ngọt của me. Quên tự nhiên. Em suy nghĩ cái gì nó ngọt ngọt. Me á. Ừ. Ừ. Để em về em coi tiểu dịch dịch em thấy nha. Rồi. Xong chưa? Một miếng mới. Vô ổ chưa? Rồi tiểu dịch dịch em đã đi ngủ rồi. Mới có 8 giờ sáng mà đi ngủ nữa rồi đó các bạn. Đã yên bề da thất rồi. Trời ơi. Thật là quả trưởng. Đây. Đôi với Bim Bim mà.
con cá này ăn ngon thiệt các bạn ơi. Chiên lên là nó không hề bị vấn đề gì hết á. Được không? Mai chuối. Dạ được. Cắt thì dễ ăn ha. Ui da, ai u. Này nè, đây có cục mè. Thịt nè. Dạ được rồi chị. Nè, đây là nguyên cục thịt nè. Wow. Cay đó anh ơi. Cay quấy hù eo chưa anh trai? Dễ ăn ha. Hơi cay. U, ớt cay dữ. Ớt cay lắm, đừng ăn anh ơi. Hai cái món này trong nhà hàng á là 200 mấy nghìn phần á. Mà con bé Bill à. Nếu trên mạng á. Này mình làm nhà hàng tại nhà đó các bạn. Mình ăn để mình tại nhà. Tốn tiền có ngon cá lóc à. Ừ. Có ớt bột chiên giòn quá anh. Chiên nó không có bị bở cá. Ừ, cái gà nó ngon ha. Đúng rồi. Không bị dăng hả? Hay à nha, ý tưởng hay à. Ê, cái tư tưởng chiên xù mình chiên giống vậy được không ta? Ê, rồi ăn cá lóc nữa to. Hả? Bí mật. Không, hồi nãy nó có bật mí rồi. Hồi chiên nó có bật mí rồi. Hồi đó anh chưa về. Hay là vậy, nhờ vậy nên chiên nó ngon. Đúng rồi. Chắc vậy có nhờ trò nó ngon nó giòn. Mình rửa cha cá lên với ba cho á bạn. Nó hết nhớt. Sáng tạo. 10 điểm. Ừ. 10 điểm. Em thấy mẹ mần ngươi để vậy á. Cái mần cá em bắt trước. Món mần vịt cũng vậy luôn nha. 30 năm anh thấy từ chuyện này chưa? Chưa. Ôi, mần cho vô vui vẻ nó nha. Cá mần cho mượn kêu nó lấy giấm trà với cô thường khi mẹ trà đó. Ừ. Nó trà cho rồi, xả rồi. Mần vui vẻ hẳn gì. Chứ sao lâu lâu có mình làm được cái điều gì đó mình cảm thấy hẳn gì á. Nhưng mà con người không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh như thế. Nhưng mà cũng không sao. Rửa cho. Nó rửa xong nó đã ngồi nó cạo rồi. Nó có công nó ngồi nó cạo sạch. Đúng rồi này. Em cạo cả buổi trời á. Biết sao em rửa con cá này Huy á các bạn. Nó nhớt kinh khủng luôn. Về mình rửa muối hai quận luôn. Mình sát muối nhiều lắm luôn. Nhưng mà rửa hoài nó không hết. Cho nên mình quyết định mình đem vô ông Táo. Mình lụi nó vô cái nào à luôn. À, mày hả con. Mà phải mình về mình kể chị Hiền chắc là sẽ đắc ý lắm đây. Vậy mà chị Hiền cũng còn la lối nữa chứ. Không hề la chứ mắc cười thôi. Chị chỉ đi phao tin cho nhiều người biết. Dạ hồi ăn xong chị sẽ mở cửa. Nhưng mà tới cửa. Nhưng mà cái này sạch đúng không? Rất sạch luôn á. Chị dám ăn bậy bạ chơi vậy. Trời ơi mấy em nó gấp được chúng cái phần thưởng rồi. Cái con tôm rồi. Ăn tôm không chị? Không không. Tôm này tôm càng đỏ. Chị sẽ ngồi ngay cửa chị lấy tỷ số chứ gì á. Đi ngang hỏi ai đã từng rửa. Cá bằng trò lấy tỷ số. Không, để không có em hướng dẫn cái bà ngoài chợ bán bằng cá bán cho người ta. Đừng có nhớt như vậy nữa. Rồi lỡ nhà bà sợ biết ra không rồi sao. Ừ, hết ta. Thì bà đốt cái nhà đấy chứ. Đầu lao rồi đó anh. Không dám nói lớn. Nói mình nói nhỏ nhỏ thôi chứ. Thôi quả lạng. Bà sữa. Bà sữa ơi. Cái sườn nó không giòn. Bình thường mỗi khi mình đi qua clip á, con bim bim nó thích lắm các bạn. Mà làm sao từ hồi lúc mà trời lập đông tới giờ biến. Nó làm biến thôi. Mà năm nào cũng vậy chứ á. Nó thích được tắm nắng. Cái tháng này là nó vậy á. Trời lạnh mình còn biến nó không chi con là con vật. Nhưng mà nó có bộ lông vậy quá mà. Có như bò sữa đâu có chén mùa đông. Bò sữa giờ mở cửa ra là đi chơi chạy bái 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 luôn á. Dịu ướt nhẹp mà vẫn đi hả? Lâu lắm rồi bò sữa không đi ruộng. Mấy con cũng còn nữa. Mấy gà ông bà quản lý canh nghiêm ngặt quá. Giam cầm một tuần nữa. Công nhận kỳ này mình canh dữ thiệt luôn á. Không cho đi ruộng. Tôi mà đi là tôi đi 2 ngày bù lại luôn kìa. Nói nó ngồi ra nó nhìn ra. Sao ơi? Tôi mà đi là tôi đi 2 ngày rồi không về luôn. Thế sao? 3 ngày. Đi chơi làm chi vô hài à? Đi chơi là về là không ăn uống gì hết trơn á. Mấy anh trồng cam hôm nay cũng biết sao mấy anh này mất tích. Chắc là bị chủ quản lý. Ôi, cái này bự dữ rồi. Con cam. Thôi, lấy cái này đi. Anh thôi chùa anh hai đây. Gặp lại. Ừ. Hay là gỡ xương rồi á hả? Gỡ
gỡ đi. Wow, này lại thông minh nè. Đang mình không còn phái nữa. Ý là nó nói anh thông minh này. Em khen anh hai thế mà còn cái gì nữa? Thì chị nói em khen anh hai thông minh. Wow, anh hai để miếng này vô gói đi. Một miếng sườn yeah. Tội cho bò sữa thèm lắm. Trời ơi. Thôi để đó đi. Một xíu đi tao lượt xong rồi cho mày nha. Lượt à? Kiểm tra sạch xương không hả? Kiểm tra đồ coi xương nó còn dính miếng thịt nào không. Thế sữa. Ngồi thấy thương quá các bạn ơi. Đại diện cái đi bà sữa. Cho miếng này. Cho miếng này. Cái đầu đáng ghét. Thế bà sữa. Được không chị? Gỡ ra đây. Có nguyên miếng da bự lắm mà. Wow. Ngon lắm bà sữa ơi. Ăn đi con. Rồi những cái áo mà. Rồi. Chụp. Trời ơi, quá hay. Ăn ở đây, đừng có đi. Nó nhả luôn à. Bò sữa là chụp như như kêu là gì? Siết vậy. Hay là lắm à. Cỡ nào cũng chụp. Tắp mũi là dữ lắm nha. Ôi, dắt tối kìa, anh hai ngủ uống cà phê nó ngồi nó tắp gùi với mũi kìa, mấy mắt cười tới thui mà mờ vậy đó mà nó tắp hấp 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 luôn á. Thì con mắt của nó thấy. Sáng anh ra hả? À, sáng anh ra anh ngủ uống cà phê sớm đó. Là ảnh ngồi tắt pháp pháp là à, vậy là Hường Thiên biết tại sao em kêu anh ngủ, anh không ngủ mấy năm giờ anh vậy rồi. Ngồi dưới mũi cho bò sữa nó không tắt. Không có. Uống cà phê đèn mờ. có anh bê đê có kêu anh. Ngờ quả chứ. Dạ, uống cà phê có gái hả, này có bê đê. Từ ngày mai là em cấm anh dậy sớm nha. Mới có 5 giờ là đồ dậy, ngày nào cũng dậy hết. Kêu ngủ im là không, nhất quyết là phải dậy dậy cho bằng được. Tưởng đâu gì. Để uống cà phê đèn mờ với BD quá hẹn, lắm rồi. Có hẹn với BD. Thấy chưa? Không đánh mà khai, thấy chưa? Quả trưởng. Thôi, chữ này xong rồi. Người ta có hẹn với BD rồi. Bò sữa khoái lắm các bạn ơi. Ngày nào mà cha mình với anh hai uống cà phê sáng là nó cứ lại à. Giờ không hiểu lý do tại sao. Tại mùa đông này mà ngủ hả? Ngủ ngon không? Chăn ấm niệm im. Quá lắm à. Wow. Trả giúp thế ơi. Rồi. Ở dưới nó có miếng xương nha. Dạ. À, ở dưới có miếng xương cắn kìa. Quá sát cái miếng này rồi các bạn ơi. Này, cái này nào biết chồng bà. Nhà mình nuôi hai con chó này thấy thương lắm. Nó rồi. Con này giờ này kêu vậy? Con cắt kè. Thôi mà ngại đâu kêu. Hồi nhỏ em sợ con cắt kè lắm. Con này người ta ăn thịt được á. Gì ghê vậy? Nhưng mà mình thấy nó đẹp quá mình nghĩ để không, thấy nó gớm. Đó chị ngủ trong phòng nó vô luôn rồi. Em sợ nó lắm. Hồi đó nhỏ nhỏ là em sợ con nó lắm á. Bữa tối mà nó kêu á. Con đó. Mình bắt nó cắn ghê lắm nha. Trời ơi, hùng lắm á. Nguy hiểm lắm á. Gì ghê vậy thôi. Nó cắn. Có con kỳ nhông á ơi. Con gì? Con gì mà nó nhỏ nhỏ chạy chạy nó đổi màu đổi. Kỳ nhông. Ừ. Ở dưới nhà dưới có cái cây mai, mấy mẹ hiên ngoài mấy hiên á, là hòn bói nó còn không đây nè. Là chiều nào là nó cũng ra đó, nó coi con kỳ nhông về ngủ chưa. Nó đi nguyên ngày vậy chứ tối lại về đó nó ngủ à. Ngủ tên đọt cây mai đó đó. Đúng chỗ đó hả? Ừ, cái hồi mà đốn cây mai thôi, bói nó biết, nó phát hiện, nó để ý, nó phát hiện. Nó chỉ em á. Thấy hương nè. Thôi thấy ghê, sợ con nó lắm. Con nó mày thấy ghê. Đâu có ghê bằng tóc. Con gì mà da sần sùi á bạn. Mà nói chung mấy con đó cái mặt nó cũng giống nhau nhau. Con tóc nó cũng vậy á. Con cắt là thấy gớm à. Thấy gớm á, mấy con thấy gớm thì thấy sợ luôn các bạn. Mình thấy gớm luôn cóc. Chứ con ếch thì không có sợ nha. Con cóc nó thấy thương thì chết. Không hờ. Xương. Lên. Xương này. Mình sợ con cóc. Con cóc thấy thương ha. Mày chúng mày ngồi cản trở giao thông người ta quá. Éo tí ba. Mình ăn ở đây. Mình ăn ở đây chứ chó hàng xóm nó ngồi nó vô quay luôn các bạn. Nó ngồi cản đường người ta luôn. Sáng á là mình hay lấy đồ ăn ra cho nó ăn lắm. Cơm nữa. Thành ra cái nó ở đây tối ngày luôn. Mình thấy có nhiều bạn vô hỏi tại sao không mở cửa cho mấy con chó vô để ngồi ngoài doanh nghiệp. Mình mở cửa nó cũng vô tại vì chó của người ta.
nó chỉ qua sinh nhật thôi. Đúng rồi các bạn ơi, nó đi tùm lum hết trơn. Mình cho nó vô ở cái nhiều khi bữa nào mất nó cái mình bị mang tiếng các bạn. Mà cho nó ăn rồi cho dù mình vô nhà nó cũng vẫn nổi đây à. Đúng rồi. Nó đợi tới cử tiếp theo. Với lại vô nhà bị mấy con chó này nó dí nữa. Đi bờ sữa với không cho vô. Nói chung là không phải là đồ của mình cho nên mình không có tự tiện được các bạn. Chó của người ta mình cũng đâu bắt nó được đâu. Đúng rồi. Mình đâu có cho nó vô. Nhiều khi quá tốt quá, nhiều khi nó lại cái gì đâu. Thì sao? Ừ đúng rồi, tự đúng rồi. Tính là người tốt lắm. Mình chỉ có thể là cho nó ăn thôi các bạn ơi. Giòn quá giòn. Ăn này không ngán luôn á. Có rau. Mà hơi xương nha. Có xương nữa. Nằm nghía rồi ăn cái gì? Ăn nghía là hết rồi. Em muốn ăn cái gì giòn giòn á. Cái gì giòn giòn ở dưới cái đuôi kìa. Hả? Cái đuôi giòn á chị. Nhưng mà nó chín cái sốt ngọt quá. Cái sốt hơi bị ngọt thì phải. Đúng không? Không ngọt lắm. Rồi hai em tự thử đi. Nè. Không, cứ ăn đi. Chị bứt cái này. Có xương á. Trời, trời, trời ơi. Tức ha, tức ha. Miếng ăn là miếng tội ta. Miếng khác. Cho bò sữa đi. Bò sữa sau lưng kìa. Không lẽ lụm lên ăn luôn á. Trời ơi. Thôi cho bò sữa đi. Thật là tiếc. Bò sữa? Mày ăn đúng không? Không. Mày ăn không? Mày không ăn phải không? Để tao lụm lên tao ăn. Trời ơi, tao nói tức á các bạn. Không sao cả. Cho nó đi. Để làm gì suy nghĩ. Đây còn nhiều nè. Em cảm thấy tức tối. Nè, gắp nguyên cục này đi. Thôi chị ăn đi. Nè, nguyên cục đuôi. Không. Anh hai đi. Kiếm gao hết gao rồi. Ăn đại xì lát đi. Nè. Nghĩ gì vậy? Không. Đi, suy nghĩ hả? Hoài. Đây nè, cái này nè. Nguyên cái này. Em cuốn cuối cùng, cuốn cồi. Thôi cá nuôi anh hai đừng ăn cái bụng nha. Ok. Bỏ đi em. Cá nuôi người ta cho ăn nước ăn đó các bạn. Mình không có dám ăn cái bụng nữa. Thôi mình thành cá đó. Thành cá lóc cho nó chiên. Anh hai là thành cá lóc kỹ. Thế kia anh hai đi hấp. Hấp bầu nữa hả? Cá lóc hấp bầu. Mỡ lắm. Em ước gì anh thành con kiến. Để đi đâu cũng bỏ thì trong túi được hết. Em cho anh ngồi trên đây nè. Em quên em đập cái chết bơi rồi sao? Hả? Em quên em đập cái bẹp rồi sao? Không chết được đâu. Nhớ mà. Ê, em sẽ không tắm. Anh không đập. Nói chung là làm cái con cá này ngon thiệt các bạn. Mấy anh em mình cũng đã xử rồi. Cái con này là 1 ký hơn nữa các bạn. 1 ký mấy chục nghìn thôi. 25 ngàn. 1 ký hết được. Đúng rồi. Cái lóc đồng tới 140. Ôi em nhớ cái hồi mà 2 năm về trước là cá lóc này nè bán 25 ngàn 1 ký. 25 ngàn 1 ký mua về em trẻ khôn phơi á. Đúng rồi, hồi lúc 2 năm về trước. Ừ, người ta nuôi nhiều. Đẻ hả, giờ mắc vậy sao? Đúng rồi, người ta nuôi ào ạt. Không phải mắc mà là giờ sao nó cao vậy? Đừng nói mắc. Giờ ta ít nuôi rồi đó các bạn. Thôi nói chung là ngày hôm nay mình làm thử cái món này công nhận nó ngon thiệt. Nếu các bạn nào muốn ăn giống mấy anh em mình cứ thử làm tại nhà nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh nha các bạn. Và bây giờ bye bye. Bye.